nhưng điều đó tôi không hiểu Anh chấm dứt câu chuyện là tại sao sáng nay lại đến vào lúc 7 giờ 30 chậm 5 phút Lavington suy nghĩ một hai phút Đồng hồ của anh bây giờ là mấy giờ? Ông ta hỏi 8 giờ kém 15 Tách xem đồng hồ và trả lời Thế thì đơn giản thôi, đồng hồ của tôi là 8 giờ kém 20 Đồng hồ anh đang nhanh 5 phút Đấy là một điểm rất thú vị và rất quan trọng đối với tôi Thực tế thì nó là vô giá vì sao?" Jack bắt đầu hứng thú. "Thế này nhé, sự minh giải rõ ràng là buổi sáng thứ nhất anh đã nghe thấy tiếng kêu ấy, có thể là một trò đùa, cũng có thể là không. Nhưng buổi sáng tiếp theo anh đã tự kỳ án thị là đã nghe thấy nó vào đúng thời điểm cũ. Tôi chắc chắn không phải là như vậy. Không hề ý thức tất nhiên, nhưng vô thức thỉnh thoảng cũng chơi khăm chúng ta lắm đấy anh bạn ạ. Nhưng dù sao thì minh giải như vậy cũng không được trọn vẹn lắm." nếu đấy là một trường hợp tự kỷ ám thị thì anh đã phải nghe tiếng ấy vào lúc 7 giờ 25 theo đồng hồ của anh và anh sẽ không bao giờ nghe thấy nó khi thời gian như anh nghĩ đã qua đi nếu đấy là một trường hợp tự kỷ ám thị thì anh đã phải nghe thấy tiếng kêu vào lúc 7 giờ 25 theo đồng hồ của anh và anh sẽ không bao giờ nghe thấy nó khi thời gian như anh nghĩ đã qua đi vậy thì sao nữa đấy thế là rõ như ban ngày cho con gì tiếng kêu cứu nãy chiếm một không gian và thời gian hoàn toàn cố định trong vũ trụ không gian là vùng quanh căn nhà kia và thời gian là 7 giờ 25. Vâng, nhưng tại sao chỉ có tôi nghe thấy tiếng kêu? Tôi không tin ở những thứ yêu ma quỷ quái, tại sao tôi lại phải nghe thấy cái tiếng kêu chết tiệt này? À, bây giờ thì chúng ta chưa nói được. Có điều là rất nhiều những tay đồng cốt nổi tiếng lại nằm trong đám hoài nghi chủ nghĩa, không phải những người say mê những hiện tượng thần bí nắm được những biểu hiện của nó. Một số người nhìn và nghe thấy những điều mà người khác không nhìn thấy nghe thấy chúng không chúng ta không hiểu vì sao. 9 trong 10 trường hợp họ chẳng hề muốn thấy hay muốn nghe những điều đó. Và vì thế là họ đinh ninh đã mắc chứng ảo giác, đúng như trường hợp của anh vậy. Cũng giống như điện ấy, có một số chất dẫn điện tốt và đã biết bao lâu chúng ta chẳng hiểu tại sao, mà chỉ có cách thỏa mãn và chấp nhận thực tiễn đó thôi. Bây giờ thì chúng ta hiểu vì sao rồi. Chắc chắn đến một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu vì sao anh nghe thấy điều này mà tôi và cô gái thì không. Tất cả mọi thứ đều phải tuân thủ theo quy luật tự nhiên Anh biết đấy Chẳng có cái gì thực sự là siêu nhiên cả Tìm ra những quy luật đã chi phối cái gọi là hiện tượng tâm linh này Là một công việc gay cấn Tuy nhiên mỗi đóng góp nhỏ thì đều có ích Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Jack hỏi Lavinton khúc khích cười Chẳng làm gì cả Thế này nhé Anh cứ đi ăn sáng cho ngon rồi về thành phố Đừng có băn khoăn vắt óc về những điều anh không hiểu nữa Mặt khác tôi sẽ tìm hiểu về căn nhà nọ Đấy chính là trung tâm của điều bí ẩn Tôi dám thề là như vậy Trách đứng dậy Vâng tôi sẵn sàng nhưng Gì nữa Trách đỏ mặt một cách ngượng ngập Tôi chắc chắn cô gái hoàn toàn lành mạnh Tôi chắc chắn cô gái hoàn toàn lành mạnh Anh lúng túng Laventon cười hóm hình Anh không nói với cô ấy là một cô gái xinh đẹp đấy chứ Thôi vui lên Tôi cho là điều bí ẩn bắt đầu thì trước khi cô ấy đến cơ Buổi tối về nhà trách như lên cơn sốt hiếu kỳ Bây giờ thì anh đặt hoàn toàn tin tưởng vào Lavinton Ông bác sĩ đã chấp nhận sự việc một cách thật hiển nhiên Và thái độ của ông thật thực tiễn và chẳng hề sao xuyến Đó là điều đã gây ấn tượng mạnh cho trách Anh thấy người bạn mới đang đợi khi anh xuống ăn tối Và đề nghị họ ngồi ăn cùng bàn Có tin gì không? Jack lo lắng hỏi Tôi đã thu thập được lịch sử của căn nhà Heather Đầu tiên là có một cặp vợ chồng già làm vườn Ở thuê ở đó Ông già chết đi và bà già về ở với con gái Sau đó người chủ nhà lấy lại nhà Và sửa chữa tu bổ thêm Rồi bán cho một người ở thành phố dùng để nơi Nghỉ vào Chủ Nhật Cách đây khoảng một năm Ông này bán căn nhà cho một người tên Turner Ông và bà Turner Đây là một cặp vợ chồng khá biển Ông ta là người Anh Còn vợ thì người ta cho là người Gigan Và là người có cái đẹp xa lạ Họ sống rất thầm lặng không hề tiếp ai mà hầu như thì cũng chẳng ra khỏi vườn nhà quanh vùng người ta đồn rằng họ sợ có một cái gì đấy nhưng tôi cho rằng chúng ta không nhất thiết phải tin vào cái điều đó và rồi bỗng họ ra đi vào một sáng sớm và không bao giờ trở lại nữa nhà thầu ở đây nhận được thư của ông Turner viết từ London viết từ London yêu cầu bán khu nhà càng sớm càng tốt thế là đồ đạc được bán đi còn căn nhà thì một ông Oliver nào đó mua Ông này thực ra cũng chỉ ở có nửa tháng rồi lại giao bán cùng đồ đạc Hiện nay chủ của một căn nhà hình như là một giáo sư người Pháp và người con gái của ông ta Họ cũng mới chỉ đến đó có 10 ngày nay thôi Trách ngốn câu chuyện trong im lặng Tất cả những điều đó chẳng giúp gì chúng ta hơn Cuối cùng anh ta nói Đúng không? Tôi muốn biết thêm về cặp vợ chồng Turner La Viên nói một cách đầy bình tĩnh Họ rời đi từ lúc tờ mờ sáng, anh nhớ chứ? Như chỗ tôi biết thì thực ra không ai trông thấy họ cả Từ đó cũng có người trông thấy ông Turner Nhưng bà Turner thì không có ai thấy bao giờ Trách tái mặt Không thể thế được Ông nói thế không có nghĩa là Bình tĩnh anh bạn trẻ Ảnh hưởng bất kỳ của người nào vào lúc lâm chung Nhất là một cái chết tàn bạo Đối với khung cảnh xung quanh rất mạnh Khung cảnh xung quanh này có thể thâu tiếp và ảnh hưởng đó Rồi phát lại Chỉ một máy thu xứng hợp mới nhận được tín hiệu này mà trong trường hợp này Anh chính là cái máy thù đó Nhưng tại sao lại là tôi Trách lầm bầm một cách đầy giận dữ Tại sao lại không phải là một người đâu đó khả dĩ Có thể làm được việc gì Anh coi đó là một lực đầy anh minh Và đầy tính mục đích Trong khi nó vận hành một cách mô loa Một cách cơ khí Tôi không tin những thứ hồn ma bóng quỷ ám ảnh không gian Vì mục đích đặc thù Nhưng có một điều mà tôi thường ngập đi đập lại Nhiều lần đến mức khó mà tin được Đó chỉ đơn giản là sự trùng lọc mà thôi một thứ dò dẫm mù lòa tới công lý một sự vận hành bí ẩn của các thế lực mù lòa hướng tới kết cục đó một cách kỳ dị ông lắc đầu như thể xóa bỏ những ám ảnh đã chế ngự ông rồi quay lại nhìn trách với nụ cười trên môi muốn gì thì gì còn tối nay ta đã gạt chuyện này sang một bên đã nha ông đề nghị trách đồng ý ngay nhưng thấy khó mà gạt chuyện này ra khỏi đầu mình được anh vắt óc mãi cho đến cuối tuần cũng chỉ ra được quyết định hơn ông bác sĩ một chút Vĩnh viễn bỏ đánh gôn trước giờ ăn sáng. Mắt tiếp theo trong chuỗi sức đến từ khu vực bất ngờ. Một hôm trở về khách sạn, rách được báo là có người phụ nữ trẻ đợi gặp anh. Nỗi kinh ngạc của anh càng tăng lên, khi đó chính là cô gái của khu vườn. Cô gái băng xê, nhưng anh vẫn thầm gọi cô. Rõ ràng cô gái đang trong tình trạng cực kỳ bối rối hoảng loạn. Mong ông tha thứ cho vì sự đường đột này Nhưng có điều muốn nói với ông Tôi... Cô nhìn quanh như không yên tâm Xin mời cô vào Trách nói và dẫn cô vào phòng khách Của khách sạn dành cho phụ nữ đang trống không Căn phòng xinh xắn đầy sắc đỏ Xin mời cô Maxo thưa ông Felice Maxo Xin mời ngồi cô Maxo Và hãy kể cho tôi nghe tất cả đi cô ngoan ngoãn ngồi xuống hôm nay cô vận đồ màu lục thẫm và vẻ kiều diễm của khuôn mặt nhỏ kiêu hãnh của cô càng lộ lộ hơn bao giờ hết trái tim rách đập gấp khi anh ngồi xuống cạnh cô chuyện thế này cô trình bày chúng tôi mới chỉ ở đây được một thời gian ngắn và ngay từ đầu chúng tôi có nghe nói căn nhà căn nhà xinh xắn ấm cúng của chúng tôi cô ma không người làm nào chịu ở cả điều đó không hề gì đối với tôi Tôi có thể gánh vác công việc trong nhà nấu nướng một cách đầy dễ dàng Thiên thần Anh chàng trẻ si mê nghĩ trong đầu Nàng thật tuyệt diệu Nhưng anh cố giữ vẻ công chuyện trên nét mặt Chuyện ma quỷ này tôi cho là hão huyền cả Cho đến hôm trước đây thưa ông Bốn đêm liền tôi trải qua cùng một giấc mơ Một người phụ nữ đứng đấy Bà ta đẹp, rong ròng cao và rất mực hiền hậu Hai tay bà ôm một cái bình gốm xanh Bà ta sầu muộn sầu muộn lắm và cứ rơi chiếc bình về phía tôi như thể cầu xin tôi làm một điều gì đó nhưng than ôi bà ta không nói được còn tôi tôi không hiểu bà ta cần gì đó là giấc mơ của hai đêm đầu nhưng đêm thứ ba thì còn hơn thế nữa bà ta và cái bình biến mất và tôi nghe thấy giọng bà ta kêu lên tôi biết đấy là giọng của bà ta ông hiểu chứ ạ và ôi thưa ông những lời bà ta kêu là những lời mà ông nói với tôi buổi sớm nọ giết người cứu tôi với giết người tôi thức tưởng trong hãi hùng tôi tự hỏi đó chỉ là một cơn ác mộng những lời ấy chẳng qua là ngẫu nhiên nhưng hôm qua cơn ác mộng y hệt lại xảy đến thưa ông đó là cái gì vậy cả ông cũng đã nghe thấy chúng ta làm sao đây khuôn mặt cô thật hãi hùng đôi bàn tay nhỏ của cô đan vào nhau mắt cô nhìn trách chăm chăm một cách đầy cầu khẩn được rồi, cô Maxson ạ, à. cô không nên quá lo lắng. Tôi nói để cho cô hay, nếu không có gì phiền thì tôi muốn cô làm như thế này. Kể lại toàn bộ câu chuyện cho một ông bạn tôi ở cùng bác sĩ Laventurn. Cô đồng ý và trách chạy đi tìm Laventurn. Vài phút sau anh quay lại cùng ông bác sĩ Laventurn, nhìn cô gái một cách dò xét khi trách vội vã giới thiệu cô. Bằng một đôi lời đan ủi Ông bác sĩ làm cô vững dạ Rồi đến lượt ông chăm chú nghe câu chuyện của cô Thật là đầy bí ẩn Ông nói khi cô gái chấm dứt câu chuyện Cô đã kể cho ông cụ nhà nghe chuyện này chưa Cô lắc đầu Tôi không muốn làm cho cha tôi phiền muộn Ông cụ vẫn còn ốm lắm Nước mắt dâng đầy cặp mắt cô Tôi giấu cha tôi tất cả những gì có thể kích động cụ Tôi hiểu Hallington chịu dàng nói: "Tôi mừng là cô đã đến với chúng tôi, cô Marshall ạ. Anh Harrington đây, như cô biết đấy, cũng trải qua một chuyện tương tự. Bây giờ thì tôi có thể nói rằng chúng ta đã nắm chắc được vấn đề. Thế ngoài ra không còn chuyện gì nữa chứ?" Cô chợt cử động. "Có chứ ạ, à? tất nhiên ạ. À? Tôi thật là xuẩn Đấy chính là cái nút của cả câu chuyện. Ông xem đây, thưa ông. Tôi tìm thấy cái này rơi ở đằng sau tủ." Cô đưa ra cho họ một mảnh giấy bẩn thỉu có vẽ phác màu nước hình một người phụ nữ. Đấy là một bức vẽ bôi bác nhưng có lẽ hoàn toàn đủ giống. Bức vẽ thể hiện một người đàn bà đẹp, dòng cao, nét mặt phẳng phất một cái gì đó không phải là đàn bà anh. Bà ta đứng cạnh một cái bàn và trên bàn có chiếc bình gốm xanh. Mãi sáng nay tôi mới thấy bức vẽ này. Cô giải thích. Thưa ông bác sĩ, đây là khuôn mặt Người đàn bà tôi thấy trong giấc mơ và chiếc bình xanh thì cũng y hệt. Tuyệt, Thân nhận xét. Chìa khóa của sự bí ẩn này rõ ràng là chiếc bình xanh. Trông nó như một chiếc bình gốm Trung Hoa, có thể là cổ. Hình như nó có những hoa văn nổi đầy bí ẩn xung quanh. Đúng là đồ tàu rồi, Jack nói. Tôi đã được thấy một cái đúng như thế này trong một bộ sưu tập của ông bác tôi. Ông ấy là một nhà sưu tập đồ sứ Trung Hoa lớn Và tôi nhớ là vừa mới đây thôi Tôi thấy đúng một cái bình như thế Một chiếc bình gốm tàu La Vinton vui vẻ Ông lặng đi tới hai ba phút trong suy nghĩ Rồi bỗng ngẩng đầu lên Một ánh sáng bí ẩn long lanh nơi mắt ông Hát trên trần Ông bác anh có cái bình ấy là bao lâu rồi Bao lâu á Tôi chịu thôi Tôi cũng không biết được Cố nghĩ xem Ông ấy mới mua à tôi không biết vâng chứ tôi chắc là thế đấy bởi bây giờ tôi mới để ý đến nó mà bản thân tôi không quan tâm lắm đến đồ sứ nhưng tôi nhớ là ông ấy cho tôi xem bộ sưu tập mới của ông ta và chiếc bình thì nằm trong bộ sưu tập này chưa đến hai tháng nay chứ vâng chắc là thế ông bác anh thỉnh thoảng có dự các cuộc bán đấu giá ở các tỉnh chứ ông ấy vẫn lái xe đi khắp nơi để mua bán mà vậy thì chúng ta có thể giả định được rằng ông ấy đã mua chiếc bình này tại một cuộc bán đấu giá đồ đạc ở nhà turner một sự ngẫu nhiên bí ẩn hoặc có lẽ như tôi vẫn gọi là sự mò mẫm mù lòa tới công lý hát trần anh phải hỏi ngay ông bác xem ông đã mua chiếc bình này ở đâu nhé mặt trách chảy dài tôi sợ là không thể bác chóc đang đi châu âu tôi thậm chí không biết bác ấy ở đâu mà viết thư nữa ông ấy đi bao lâu ít nhất là ba tuần cho đến một tháng cơ yên lặng cô lo lắng nhìn hết người nọ đến người kia Chúng ta không thể làm gì được ư? Cô rụt rè hỏi. Được, có một điều. Lavinter nói giọng như cố nén xúc động. Có lẽ là không bình thường, nhưng tôi tin là được. Hattington, anh phải lấy cái bình ấy, đem đến đây và nếu tiểu thư cho phép, chúng ta sẽ đem chiếc bình và ở một đêm trong căn nhà của Heather. Jack cảm thấy sợn gai ốc. Ông cho là điều gì sẽ xảy ra? Anh hỏi một cách khó khăn tôi cũng chịu nhưng tôi thành thật tin rằng điều bí ẩn sẽ được giải quyết và con ma phải được phát hiện rất có thể là bình có một cái đáy giả và có cái gì đó ẩn giấu ở bên trong nếu không có hiện tượng gì xảy ra thì chúng ta phải dùng đến trí thông minh của mình ý kiến thật tuyệt cô thốt lên cặp mắt cô long lanh đầy nhiệt tình nhưng trách thì lại cảm thấy không nhiệt tình mấy thực ra trong thâm tâm anh quá kinh hãi ý kiến của ông bác sĩ nhưng không có gì có thể khiến anh chấp nhận sự thật ấy trước mặt cô Ông bác sĩ hành động như thể đề nghị của ông là tự nhiên nhất đời Bao giờ thì anh có thể lấy cái bình? Cô quay lại phía Jack hỏi Ngày mai Jack nói một cách miễn cưỡng Không thể khác được Kiếp về tiếng kêu hãi hùng từng ám ảnh anh Mỗi buổi sáng vẫn là điều phải dập tắt ngay Không còn phương cách nào khác Hôm sau anh đến nhà ông bác và đem chiếc bình đi Thấy lại cái bình anh tin chắc hơn bao giờ hết Nó y hệt bức vẽ thuốc nước Nhưng xem xét lại cẩn thận Anh vẫn không thấy có biểu hiện gì về một điều bí ẩn nào đó trong lòng nó Khi anh và La đến căn nhà Heather thì đã 11 giờ đêm Cô đang chờ và nhẹ nhàng mở cửa trước khi họ gõ cửa Mời vào Cô thì thầm Cha tôi ngủ trên gác và chúng ta đừng đánh thức ông cụ Tôi đã cố pha cà phê cho các ông ở trong nhà Cô dẫn hai người vào một phòng khách nhỏ ấm cúng Bằng chiếc đèn cồn bên lò sưởi, Cô hâm cho hai người một thứ cà phê thơm lạ Rách mở nhiều lần bọc lấy chiếc bình trung hoa ra Cô xứng người khi nhìn thấy chiếc bình Ô ô đúng rồi Cô khẽ kêu lên cuống quýt. Chính nó đấy tôi nhận ra nó ngay Trong khi đó Lavington làm các công việc chuẩn bị của mình Ông dẹp tất cả những đồ trang trí trên một chiếc bàn con và kê bàn ra giữa phòng. Quanh bàn, ông đặt ba chiếc ghế. Xong xuôi, ông lấy chiếc bình xanh từ tay trách và đặt nó lên giữa bàn. Nào, chúng ta sẵn sàng rồi. Ông nói, tắt đèn đi và chúng ta phải ngồi quanh bàn trong bóng tối. Hai người làm theo ông, giọng La nói tiếp trong bóng đêm. Đừng nghĩ về cái gì cả, hoặc về tất cả. Đừng tập trung suy nghĩ nhé có thể một trong chúng ta sẽ nhập đồng và người đó sẽ xuất thần, nhớ là chẳng có điều gì đáng sợ cả, gạt sự sợ hãi đi." Giọng ông ta tắt dần và chỉ còn yên lặng. Từng phút bầu yên tĩnh như trương lên, Livingston bảo, "Gạt sự sợ hãi đi." Trách không cảm thấy sợ mà là kích động và anh hầu như chắc chắn là cô cũng vậy. Bỗng anh nghe thấy tiếng cô trầm và hoảng hốt, "Có cái gì đấy khủng khiếp lắm, tôi cảm thấy thế." Gạt sự sợ hãi đi Lavinter nói Đừng cưỡng lại bất cứ ảnh hưởng nào Đêm tối như thấm hơn Sự yên tĩnh như lạnh ngắt Cảm giác về một mối đe dọa cứ tới gần Jack cảm thấy ngột ngạt ngẹt thở Con quỷ như đang đến rất gần Rồi khoảnh khắc kịch liệt đã qua đi Anh trôi giạt bồng bềnh ở cuối phòng Mắt anh nhắm lại Thanh bình đêm tối Jack cửa nhẹ Đầu anh nặng như chì. Anh đang ở đâu đây nắng ấm, chim ca Anh đang nằm nhìn lên trời Ký ức trở lại với anh Ngồi đồng, căn phòng nhỏ Felix và ông bác sĩ Chuyện gì đã xảy ra? Anh ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ nhìn xung quanh Anh nằm giữa một bụi cây nhỏ gần căn nhà Chẳng có ai quanh anh cả Nhìn đồng hồ, anh sững sờ thấy đồng hồ chỉ 2h30 Anh vùng đứng dậy và chạy như bay về phía căn nhà Chắc hẳn họ thấy anh không ra khỏi cơn thanh thiền nập định Nên đã khiêng anh ra ngoài trời Đến căn nhà, anh gõ cửa mạnh Không ai trả lời Và cũng không có bóng dáng của cuộc sống ở đây Chắc hẳn họ đã đi gọi cấp cứu Hay là... Chắc cảm thấy một nỗi lo sợ, mông lung, xâm chiếm anh Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua? Anh vội vã về khách sạn Anh đang định hỏi người thường trực thì bỗng bị một cú đấm thôi sơn vào mạng sườn làm cho anh suýt ngã. Bực tức quay lại, anh bị một ông già dâu tóc bạc phơ cười vui giữ lại. Bất ngờ không thằng nhỏ, không nhận ra ai à? Ông già nói. Ồ bác Jock, cháu tưởng bác ở đâu xa hàng ngàn dặm đấy chứ, ở đâu bên Italia cơ mà. À, nhưng lại không phải thế, bác về Dover tối qua và nghĩ thử về xem qua thằng cháu ra sao. Và sao thằng cháu bác đi chơi suốt đêm đấy à Vui chứ Bác gió à Trách nói một cách nghiêm trọng Cháu kể bác nghe một câu chuyện Trách nói một cách nghiêm trọng Cháu kể bác nghe một câu chuyện phi thường nhất trên đời Cháu dám nói là bác không thể tin được đâu Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện Và chỉ có chúa mới biết được giờ họ ra sao Anh kết thúc Ông bác nhìn anh như bên bờ vực của cơn nhồi máu cơ tim Chiếc, chiếc bình Cuối cùng ông cố bật ra Chiếc bình xanh Giờ nó, giờ nó ra sao rồi Jack nhìn ông trầm trầm không hiểu gì cả Nhưng khi bị chìm ngập trong dòng thác từ ngữ gấp gấp gáp hối hả của ông bác Anh bắt đầu hiểu ra Đời Minh, độc nhất vô nhị, báu vật trong bộ sưu tập của tôi Ít nhất là 10.000 bảng nhà tỷ phú Hoa Kỳ Hockchen Hayner đã van nài cái duy nhất còn lại trên đời này. Quỷ tha mà bắt thưa ông, ông đã làm gì chiếc bình xanh của tôi? Trách bổ về sở anh phải tìm Lavinton. cô thư ký trẻ nhìn anh một cách đầy lạnh lùng. Cô thư ký trẻ nhìn anh một cách lạnh lùng. Đêm qua bác sĩ Lavinton rời đi khá muộn bằng ô tô, ông ấy có để lại mấy chữ cho ông đây. Trách xé phong bì, bức thư ngắn ngọn đủ ý, anh bạn trẻ thân mến Những năm tháng siêu nhiên đã qua chưa Cũng không hẳn Nhất là nó được tung hứng trong ngôn ngữ khoa học mới Gửi tới bạn lời chào thắm thiết nhất của tôi Felix và người cha tàn tật Chúng tôi có 12 tiếng đồng hồ để ra đi Và chắc chắn là hoàn toàn đủ Thân ái là Vinton Bác sĩ của tâm hồn